Thưa quý vị, theo bản báo cáo kinh tế giữa năm tài chính của Úc vừa công bố hôm nay 17 tháng 12, thâm hụt ngân sách của nước này có thể tăng lên 47 tỷ đô la Úc, tương đương 42 tỷ đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2014. Con số này tăng đáng kể so với mức hơn 30 tỷ đô la Úc dự báo hồi tháng 8 năm nay. Tăng trưởng GDP năm tài chính này dự báo vào khoảng 2,5%, không thay đổi so với dự báo của kho bạc hồi tháng 9, nhưng vẫn giảm mạnh từ mức 4% của năm ngoái. Không dừng lại ở đó, thủ quỹ kho bạc Châu Hockey cho biết, theo một ngân sách có thể tăng lên tới 123 tỷ đô la Úc trong vòng 4 năm tới nếu không có biện pháp cắt giảm. Vì này cũng cho rằng biện pháp hiệu quả lúc này là tiết kiệm chi tiêu công, chứ không phải đề ra hàng loạt loại thuê mới. Mặt khác, nợ thuần của chính phủ Úc sẽ lên tới mức 667 tỷ đô la Úc trong vòng 10 năm tới. Theo các chuyên gia, kinh tế Úc bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của các ngành nghề chủ lực như là ngành khai khoáng, trong khi các ngành nghề không phải chủ lực thì lại nở rộng ra. Tăng trưởng chậm chạp, làm phát tiềm ẩn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đã khiến cho ngân hàng trung ương Úc giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 2,5% trong năm nay. Các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng lãi suất sẽ tiếp tục giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 3 năm sau.